Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, viết tắt là Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị tổ chức có liên quan. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày. Theo nội dung kháng cáo trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Long cùng nhiều bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Công ty Việt Á kháng cáo với nội dung đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán kit xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án. Công ty Việt Á còn yêu cầu các tổ chức mua kit xét nghiệm không qua thủ tục đấu thầu thanh toán theo tiền như hợp đồng đã ký. Công ty Việt Á kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa, hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các công ty trong hệ thống của Việt Á không liên quan đến vụ án. Một số cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét hủy bỏ kê biên, phong tỏa nhiều sổ và thẻ tiết kiệm. Trước phiên tòa phúc thẩm diễn ra, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nộp thêm 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án. Liên quan đến vụ nghi ngộ độc tập thể tại bếp ăn khu công nghiệp Khai Quang vào chiều qua 14 tháng 5, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến sáng nay đã có hơn 100 bệnh nhân được ra viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, không còn trường hợp thở oxy. Sau khi xảy ra sự việc, Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản đề nghị địa phương nhanh chóng thu dung điều trị bệnh nhân, không để bệnh nhân có diễn biến nặng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong trường hợp cần thiết, có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với tuyến trung ương. Bộ Y tế đề nghị đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty trách nhiệm hữu hạn Shinwon Ebenezer, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân, đánh giá dự báo diễn biến vụ việc và chủ động các phương án xử trí phù hợp với tình hình thực tế. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các trường hợp công nhân nhập viện cơ bản ổn định, không có bệnh nhân nặng. Thưa quý vị, liên quan đến vụ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đến nay, ngành chức năng của tỉnh đã cưỡng chế tháo dỡ 19 căn và 7 trường hợp người dân đã tự nguyện tháo dỡ. Như vậy, đã có 26 căn biệt thự xây dựng sai phép hoàn thành phá dỡ, hiện còn lại 53 căn chưa phá dỡ. Tại khu vực bãi trường xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, trước đây đã xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm gần 19 hecta đất rừng phòng hộ để xây dựng trái phép 79 căn biệt thự. Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, lập biên bản việc xây dựng trái phép đối với 79 căn biệt thự nói trên. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc để xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng. Tháng 11 năm 2022 đã bắt đầu tiến hành cưỡng chế 2 trên 79 căn biệt thự trên. Tiếp đó, vào tháng 9 năm 2023, cưỡng chế lần 2 thêm 14 căn, một số cá nhân vi phạm khác tự tháo dỡ công trình vi phạm. Hiện ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân xây dựng trái phép tự nguyện tháo dỡ các căn biệt thự xây dựng trái phép còn lại, đồng thời cũng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cưỡng chế tháo dỡ nếu các hộ xây dựng trái phép không tự nguyện tháo dỡ đúng thời gian quy định. Nhân nhiệm kỳ công tác mới, chiều nay, ông Mori Takeo, tân tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng dẫn đầu đoàn đã đến chào xã giao thành lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Tiếp đoàn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chúc mừng ông Mori Takeo được bổ nhiệm làm tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với các đối tác địa phương của Nhật Bản, đồng thời thống nhất quan điểm cần tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực. Tại buổi tiếp, tân tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng chia sẻ về tầm quan trọng của Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng trong chiến lược ngoại giao của chính phủ Nhật Bản, nhấn mạnh thành phố Đà Nẵng có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng nằm trong hành lang kinh tế kết nối với Nhật Bản, đồng thời khẳng định thời gian tới trên cương vị tổng lãnh sự sẽ kết nối các đối tác Nhật Bản đến Đà Nẵng, góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với việc bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Hiện hoạt động lợi dụng không gian mạng để tiến hành phạm tội đã gia tăng cả về phạm vi với thủ đoạn tinh vi, nhất là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, năm 2023, trên cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP.
trong đó có 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính, tăng 64,78% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn cuộc gọi lừa đảo trực tuyến lên đến 73%. Dựa trên cái việc là phát triển công nghệ dẫn tới cái việc tạo lập những cái trang mạng, những cái tài khoản, những cái fanpage, những cái kênh ở trên cái mạng xã hội phục vụ cho cái gọi lừa đảo trực tuyến này ấy, rất là dễ dàng. Thứ hai nữa là liên quan đến cái tính ẩn danh ở trên cái không gian mạng. Bất kỳ một người nào, bất kỳ một tổ chức nào đều có thể tạo lập những cái trang mạng, những cái fanpage để mà tiến hành giả mạo các cái cơ quan, các cái tổ chức khác nhau để phục vụ công tác lừa đảo trực tuyến đấy. Bộ Công an thời gian qua đã liệt kê 24 hình thức lừa đảo trực tuyến, từ những hình thức tinh vi nhất như lừa đảo bằng các video deepfake, hình ảnh, thông tin giả mạo sai sự thật, đến giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, cán bộ thuế gọi điện qua giao thức Internet, hăm dọa người bị hại, sau đó chiếm đoạt thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản. Hiện nay là cái phương tiện phổ biến nhất là gọi điện thoại đến và giả dạng là cái đơn vị công quyền, ví dụ để lừa khách hàng cài đặt những ứng dụng, ví dụ như là lừa cài đặt là VNEID này. Thứ hai là gọi điện thoại đến để thông báo khách hàng đang được nhận quà, nhận tiền, nhận thưởng. Thế thì thông thường là chúng ta hiện nay chúng ta hết sức lưu ý tất cả những trường hợp đấy. Và nếu mà khách hàng không thực hiện những cái hướng dẫn mà mình không xác định được nguồn gốc, đúng không? Không xác định được cái đấy là từ những cơ quan chủ công quyền hoặc là những người mà chúng ta đã được biết, thì không nên thực hiện tất cả những hướng dẫn đấy. Vụ Kinh tế số và Xã hội số Bộ Thông tin Truyền thông vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế nghị định 72 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Một trong những nội dung được quan tâm là yêu cầu xác thực số điện thoại khi đăng ký tài khoản trên mạng xã hội. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đã ra quy định từ mùng 1 tháng 7 2024, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt.